Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi đảo Nam Du nha. Mình sẽ quay lại các cái cảnh đẹp cho các bạn xem của cái đảo Nam Du này. Ở đây là được gọi là bãi ngự nha các bạn. Bãi ngự khách du lịch đến rất là đông. Non xanh nước biếc nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Tại nơi đây là dinh Nam Hải Ngư Trần nha các bạn, ở ấp Bãi Ngư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đây là bộ xương đầu của con cá của cá ông nè các bạn. Công tháo ra tháo vô. Biết rồi, đây là bộ xương cá ông rồi các bạn. Nguyên bộ xương cá ông quá trời bự luôn. Trời to luôn. Quá trời gà, ông cá này cũng to. Cá này độ dài khoảng gần chục mét nha các bạn. Nguyên cái đầu các bạn. Khu vực này đang xây dựng cái resort lớn đó nha các bạn, nằm trên túc trên cao luôn. Cảnh quá trời đẹp luôn. Rất to. Chạy lên mới được hả? Đây là hướng dẫn viên du lịch nè các bạn, rất đẹp gái dễ thương. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn. Rất là các bạn.
chạy qua bên cái bãi là gọi là bãi cây cô đơn, tại vì nó sẽ có một cái cây mà lớn là nó đi ra một mình đó, nên gọi là đây người dân ta gọi là cây cô đơn. Đó là cây cô đơn đó hai em. Đây đây gọi là cây cô đơn này các bạn. Nó đứng có một mình đó, gần cái ta kêu nó cô đơn. Ai muốn cô đơn thì đứng mình nha. Thank you.
nhiều khách tham quan du lịch nha các bạn. Đây gọi là bãi gì em? Đây là bãi cây mến anh. Bãi cây mến. Tạm biệt quê tắm nha. Thank you.
video clip của mình nhé. Hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký và chia sẻ giúp mình. Nếu các bạn có muốn mà nhận những cái video clip mới nhất thì hãy nhấn vào chuông thông báo. Các bạn có ý kiến đóng góp gì thì hãy bình luận phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng khắc phục để những video clip sau sẽ khiến cho các bạn hài lòng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.